bài các con cua ấy, con cua với cả con bọ chẹt ấy, nó có cái nắp đây này, nắp trên miệng này, đúng không ạ? Nắp chặt, nó cứ nhảy lên và mọi người sẽ nói rằng là mày không thể vượt qua được đâu. Hay là con cua khác, một đám cua nó định bò lên, có con bò lên và các con cua dưới ở dưới đều nói rằng là mày không thể thoát ra đây được đâu, đừng bao giờ bò cho nó phí công, tốn sức làm gì có làm được đâu. Cái nắp chặt đấy nó vô cùng nguy hiểm, đúng không ạ? Và anh chị em mình cũng thế. Bởi vì làm sao? Nếu anh chị em mình không bứt phá được thì những người bạn của mình cũng giống mình thôi, cũng là những con cua, và họ đều nói rằng là mày không thể làm được đâu. Ôi giời ơi, trà sữa bây giờ nó nhan nhản nhan nhản, nó nhiều vô kể, mày làm sao được, đúng không ạ? Mày làm sao được? Rồi kinh tế nó khó khăn, nó khó khăn chung, khó khăn gì mình mày đâu, nó khó khăn. Thế sao bao nhiêu người, người ta vẫn mua bao nhiêu cái biệt thự đấy hả anh chị em, đúng không ạ? Khó khăn người ta vẫn làm đấy, người ta không phải là người ta không có tiền đâu. Nhưng tại sao mình chỉ là một cái căn nhà cũng khó, đúng không ạ? Tại sao đến Tết mình chuẩn bị đây này, anh chị em chuẩn bị biếu tiền Tết bố mẹ rồi đúng không? Thế tại sao mình cũng phải đắn đo suy nghĩ? Rồi các trường học của con mình đúng không ạ? Mình vẫn phải lựa chọn xem trường nào nó rẻ nhất để mình học. Nếu mình kiếm được tiền thì mọi thứ có phải suy nghĩ gì không? Mình đều cho con mình được cái môi trường tốt nhất. Bởi vì mình hiểu làm sao? Bởi vì với ví dụ như với Như Hiền, ngày xưa Hiền chỉ học trường nàng thôi, Hiền hình dung ra được rất là nhiều cảnh, nó không gì. Nhưng sau khi mà Hiền gặp gỡ những con anh chị em, những nhà giàu có hơn, họ đều học những cái trường quốc tế đúng không ạ? Thì những bố mẹ chơi cũng với nhau cũng rất là xịn sò. Rồi các con mình học cũng thế, đừng nghĩ chúng nó không biết, chúng nó biết hết cả đấy nhưng chúng nó không nói thôi. Con Hiền đúng không? Hiền rất là chiều, thực sự này Hiền lại chiều con. Đây là một cái điểm yếu của mình cũng rất là chiều con. Nhưng mà nó vẫn biết nói ra đúng không? Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ hồi cấp 3 ấy. Con cảm ơn mẹ vì mẹ cho con học những cái trường như thế này. Con chơi được những bạn bè tuyệt vời như thế này. Còn những bạn bè con hồi cấp 2 trông chúng nó rất khổ. Bởi vì là cấp 2, năm 6 thì bắt đầu chuyển trường cho con sang trường khác. Và thì các bạn ấy cấp 2 vẫn còn bạn bè cũ không? Các bạn ấy nhìn nhận hết. Đó. Thế quen lại về cái gì? Nếu như mà mình không có trong đầu, mình có chỉ có giới hạn thôi thì không bao giờ mình làm được anh chị em ạ. Do vậy là gì? Mình cái mục tiêu tài chính là vô cùng quan trọng. Và mình cũng phải phân tích ra là làm cách nào để mình đạt được nó. Nếu như mà mình không đạt được nó thì làm sao? Đúng không ạ? Nó tạo ra thu nhập của mình cực kỳ quan trọng. Bởi vì là nếu như cái chiến lược này của mình, một trong cái chiến lược mà vô cùng quan trọng, cái chiến lược tài chính này á, nó đặt nên số 1 quan trọng trong các chiến lược để mình đạt được giàu có thực sự luôn. Và trong cái mục tiêu tài chính này, anh chị em nhớ cho mình là gì? Kiên trì, kỷ luật, làm đúng đủ đều trong vòng 90 ngày thì nó mới trả về kết quả đúng được. Nếu như không làm liên tục trong 90 ngày thì nó sẽ trả lại cho mình cái kết quả không chính xác. Không chính xác nha anh chị em. Và cái mục tiêu thứ hai là tạo ra nó và trao cho người khác. Chiến lược giàu có thứ hai là tạo ra nó và trao quyền cho người khác. Ví dụ như là Hiền đang hướng dẫn các bạn quy trình bán xe đẩy. Nếu các bạn tạo ra một vị trí bán hàng thành công, mọi người vẫn ở vị trí đó thì không bao giờ cái chiến lược thay đổi cuộc đời giàu có các bạn thành công được. Các bạn phải tạo ra nó và chuyển giao cho người khác. Ví dụ bây giờ Trang tạo lên một địa điểm bán thành công, mình không thể đứng đấy mãi được. Và nếu như mà
mình có nhân sự đông, quản lý được tốt thì mình chuyển giao cho nhân viên và mình lại đi tìm một địa điểm mới. Còn nếu như anh chị em nhà mình ấy, như Huyền Anh chẳng hạn, mà tạo ra một điểm bán không có nhân sự, không có nhân sự nhá, thì bằng cách nào? Bằng cách chuyển giao chỗ tuyệt vời đó cho hệ thống dưới của mình. Nếu như mọi người chỉ biết ích kỷ bản thân mình, không bao giờ mọi người tạo ra một đội nhóm tuyệt vời. Vì trong những cái chiến lược giàu có, bắt buộc anh chị em phải có một hệ thống dưới mình, một đội nhóm năng lượng và vô cùng tuyệt vời. Nếu mình không trở thành một con người tuyệt vời, các bạn sẽ không sao chép được những con người tuyệt vời như mình. Kỷ luật các bạn đến đâu thì đội nhóm của các bạn sẽ tới đó. Và một trong những chiến lược thành công bắt buộc các bạn tạo ra nó và phải chuyển giao cho người khác. Nếu các bạn không tạo ra được điểm đó, các bạn cũng không thể làm được. Bởi vì đúng không ạ? Nếu như Trang không tạo ra được một cái điểm bán tuyệt vời, thành công, Trang có nói được Huyền Anh, có nói được Huệ hay nói được Giang không? Không, đúng không ạ? Nói ai người ta tin mình? Người ta nói là mình chỉ chém gió. Mà mình đều, bây giờ anh chị em mình khôn hết cả rồi, không phải những học sinh lớp 1, lớp 2 nữa mà không nhận biết ra được sự chém gió. Tất cả nó phải là sự thật, nó phải thể hiện được rất nhiều thứ nữa. Như nếu Hiền cửa hàng của Hiền không bán được hàng thì làm sao Hiền hướng dẫn được các bạn bán hàng tự tin, đúng không? Hiền không thành công từ trà sữa, và hiện tại bây giờ phải đang cửa hàng, tất cả điểm bán nó phải rất thành công thì mới nói được anh chị em, đúng không ạ? Nếu thất bại thì làm sao nói được các anh chị em? Do vậy bắt buộc mình phải tạo ra nó và chuyển lại cho người khác, và phải nhân bản lên rất là nhiều.